Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Trong chăn nuôi, ngan, vịt là loài gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thế nhưng, ngan, vịt cũng là loài cần phải có một chế độ chăm sóc đặc biệt, bởi đây là loài mắc phải nhiều rủi ro và thường dễ bị bệnh. Trong đó, việc ngan, vịt bị rụng lông thường khá phổ biến, không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngan, vịt mà còn gây thiệt hại lớn về kinh tế. Khi nhắc đến bệnh rụng lông ở ngan, vịt thì hầu hết những người chăn nuôi ngan, vịt sẽ cảm thấy lo sợ và chán nản. Vì vậy, bà con cần phải nắm bắt về tình trạng này để biết cách phòng ngừa và khắc phục hiệu quả. Về nguyên nhân gây bệnh, thời điểm mà ngan vịt thường xảy ra rụng lông nhiều nhất là khi ngan vịt đã đầy đủ lông cánh và chuẩn bị xuất bán. Có những gia đình, lông ngan vịt rụng trắng xóa chuồng nuôi, hễ động vào là lông rụng ngay. Những nguyên nhân chính dẫn đến việc ngan vịt bị rụng lông là do dinh dưỡng trong khẩu phần ăn không đảm bảo, khẩu phần thức ăn cho ngan vịt không cân đối như thiếu protein hay thừa chất béo, thiếu hụt các nguyên tố đa lượng, vi lượng cần thiết cho ngan vịt thời kỳ mọc lông và phát triển hệ xương như canxi, phốt pho, sắt, lưu huỳnh, mangan, iốt, ADE, v.v. Do tình trạng bệnh lý, ngan vịt bị mắc các bệnh như dịch tả, viêm gan, bại huyết, ngắn mỏ, không được điều trị dứt điểm, điều trị thời gian dài, kế phát E. coli gây ra tiêu chảy. Vịt ngan bỏ ăn, mất cân đối thành phần dinh dưỡng dẫn đến bị rụng lông. Trong quá trình điều trị bệnh, do dùng kháng sinh không đúng bệnh, dùng kháng sinh quá liều, dùng trong thời gian dài. Do điều kiện chuồng nuôi, chuồng trại không thông thoáng, ẩm độ cao, chuồng nuôi bị ô nhiễm, mật độ chuồng nuôi quá chật khiến ngan vịt thường xuyên bị stress. Do thay đổi thời tiết, giao mùa, do rụng lông sinh lý, với vịt ngan nuôi đẻ có hiện tượng rụng lông giai đoạn trước và sau chu kỳ đẻ. Cách khắc phục tình trạng rụng lông trên ngan vịt. Để khắc phục được tình trạng rụng lông trên ngan vịt, bà con nên tách riêng những con có biểu hiện rụng lông ra khỏi đàn, theo dõi, xác định nguyên nhân và tiến hành can thiệp. Về cách chăm sóc nuôi dưỡng, bà con chọn thức ăn phải phù hợp với nhu cầu về độ tuổi, cung cấp đủ số lượng theo nhu cầu khẩu phần ăn, thức ăn nên chọn ở các nhà máy uy tín. Bổ sung ngay và liên tục các loại vitamin, khoáng vi lượng cho toàn đàn bằng cách sử dụng sản phẩm Casimin Orin hoặc Cansibon hoặc Canfolis. Bổ sung men vi sinh Hasbro hay Fizim Love giúp cân bằng hệ vi sinh vật có lợi cho đường ruột, giúp ngan vịt hấp thụ thức ăn tốt hơn, giảm thiểu các bệnh đường tiêu hóa. Về việc đảm bảo môi trường chăn nuôi, bà con thường xuyên vệ sinh, phun sát trùng chuồng nuôi bằng sản phẩm Desosuper hay Ionina Còng, đảm bảo mật độ nuôi hợp lý. Về cách khắc phục tình trạng bệnh, bà con phải xác định đúng bệnh, can thiệp kịp thời, chính xác. Trong quá trình điều trị bệnh bằng kháng sinh, phải lựa chọn đúng loại, sử dụng đúng liều, đúng liệu trình theo hướng dẫn. Như vậy, Dr. Vet đã giới thiệu tới bà con chăn nuôi về hiện tượng rụng lông ở ngan vịt, nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng này. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích cho bà con trong quá trình chăn nuôi của mình. Mọi tư vấn cần được hỗ trợ, bà con có thể gọi điện đến số điện thoại hotline của Dr. Vet 098 222 0717. Xin chào và hẹn gặp lại!